Đến với hội thi, bé tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng. Lớp 3 tuổi B gồm có 2 mô hình. Mô hình 1, đền Vua Lê thuộc làng Đền, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Mô hình 2, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Park Bó thuộc bản Park Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Xin mời các bạn cùng đến với đền Vua Lê. Đền Vua Lê được xây dựng trên một gò đất cao phía bắc thành Na Lữ. Gò này còn gọi là gò Con Long, tức gò Rồng. Trong thành có 4 gò đất nổi lên được các triều đại vua phong kiến đặt cho 4 tên: Long, Ly, Quy, Phượng. Đền Vua Lê thờ Vua Lê Thái Tổ, tức Lê Lợi, Cao Hoàng Đế, nằm trong quần thể di tích thành Na Lữ. Ngày 20 tháng 4 năm 1995, đền Vua Lê được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội đền Vua Lê thường được tổ chức vào mùng 6 tháng Giêng hàng năm. Mô hình đền Vua Lê có bề mặt là tấm nhựa với diện tích 80cm x 1,2m. Các khối trong mô hình cao tối đa khoảng 50cm. Mô hình đền Vua Lê gồm 3 nhà, được sử dụng các nguyên liệu là bìa cắt tôm, đất sét và các quai kem để làm nên các dãy nhà. Lư hương được làm bằng đất sét và màu nước. Khuôn viên, hàng rào, cổng của đền Vua Lê đều được sử dụng các nguyên liệu từ giấy xi măng, bìa cắt tông, hoa, cỏ, làm cho mô hình vừa đẹp vừa tự nhiên. Qua mô hình của đền Vua Lê nhằm giúp trẻ hiểu được ý nghĩa về di tích lịch sử đền Vua Lê. Vì vậy, các bạn nhỏ càng thêm yêu quý và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của di tích lịch sử đền Vua Lê. Từ đền Vua Lê, các bạn đi tiếp khoảng 49 km theo đường Hồ Chí Minh sẽ đến một điểm di tích lịch sử nữa, đó là Park Bó. Khu di tích Park Bó là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Park Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Park Bó theo tiếng Tày Nùng ở Cao Bằng có nghĩa là đầu nguồn. Park Bó được coi là cái nôi của cách mạng Việt Nam. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Việt Nam qua đường biên giới Việt Trung tại cột mốc 108. Tại nơi đây, Bác Hồ đã chọn Park Bó để làm căn cứ địa cách mạng Việt Nam, cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 2012, Park Bó được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Về mô hình khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, Park Bó là một tấm gỗ với diện tích 1,1 x 1,3m², với các khối trong mô hình cao khoảng 50cm. Trong mô hình gồm có núi Các Mác, suối Lenin, hang Park Bó, bàn đá, cây cầu, cây xanh, hoa. Các sản phẩm trong mô hình của lớp 3 tuổi B được sử dụng nhiều các nguyên liệu tự nhiên và tái chế, thân thiện với môi trường như bìa cắt tông, giấy xi măng, giấy báo, mùn cưa, xốp, len, lá cọ, que kem, keo sữa và các loại phẩm màu để tạo nên mô hình, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giúp học sinh biết tái chế những nguyên liệu bỏ đi để tạo ra đồ dùng, đồ chơi cho mình và bạn. Qua mô hình khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Park Bó giúp các bạn học sinh, các thầy cô giáo và toàn thể người dân trên mọi miền Tổ quốc hiểu biết hơn về lịch sử của Việt Nam. Trên đây là video hai mô hình về khu di tích đền Vua Lê và khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Park Bó của lớp 3 tuổi B. Mong nhận được nhiều sự yêu mến của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.